Chào các bạn, clip này mình chia sẻ cái cách mà chúng ta insert thêm cái get ở trên con 260 debit drive rack 260 để chúng ta lọc nhiễu á. Các bạn hay dùng mà nó hỏi là nó bị nhiễu, bị ồn, bị noise, bị oxy một chút á, thì chúng ta làm sao? Bằng cách các bạn mở cái phần mềm debit 260 lên, thì chúng ta xác lập nó bằng cách là nhấn config này nè và xem cái chỗ đây nè, hai cái insert này nè, hai insert. Đây có một cái com rồi, chúng ta để cho nó cái com hoặc là bỏ cái com này để dùng cho nó thành cái insert, cho nó thành cái noise gate. Cái feedback này chúng ta có thể giữ nguyên hoặc là link nó lại. Ví dụ đây link lại thì các bạn xem lại những cái video trước mình chia sẻ cách link. Cái com này nè, chúng ta bấm chuột phải vào và thay đổi nó thành cái gate. Và ở đây chúng ta xác lập nó bằng chuột phải và ok, gate. Thì lúc này nó sẽ ra cái gate ngay chỗ đây. G này là gate chứ không phải GEQ đâu. GEQ nằm chỗ đây, BEQ này nè. Chúng ta có thể thay đổi lại này, đây là cái BEQ, mình có thể thay đổi lại GEQ ở đây và xác lập hai chữ G khác nhau nha. G này là GEQ. Hay chưa? GEQ, còn G này là GGate. Rồi, chúng ta có thể chỉnh một xíu gate ở đây để cho nó cắt bớt những cái âm mà nhỏ mà khi cái dàn âm thanh chúng ta không hoàn toàn không hoạt động thì nó sẽ ngắt bớt cái tín hiệu oxy. Đó. Bí kíp thì chả có gì là bí kíp, mỗi ngày chia sẻ một chút xíu cho các bạn thôi. Trên cái phần mềm làm rất là nhanh. Các bạn coi khi nào mà cắt, đừng cắt nhiều quá. Cái threshold này, cái ngưỡng này mà chúng ta cắt cao quá thì âm thanh nó sẽ bị mất cái những cái âm thanh nhỏ. Nhưng mà chúng ta đi làm tiệc cưới cũng như ca nhạc nhậu, show karaoke kẹo kéo thì chúng ta không quá quan tâm vấn đề chuyên nghiệp. Chúng ta làm sao mà khi nhạc nền nó không còn nữa, người ta không hát nữa thì dàn âm thanh của mình nó êm ru, nó nhẹ nhàng, sạch sẽ, nó khử bớt cái tiếng ồn. Ồn thì thiết bị nào cũng ồn hết, nó có độ nhiễu cho phép hết, nhưng mà cái thì ồn nhiều hơn, cái ồn ít hơn. Con Debit 260 là một trong những con phổ thông, mình đang nói tới cái con chính hãng cũng như con rẻ tiền. Con rẻ tiền thì nó ồn nhiều hơn, chúng ta dùng cái thủ thuật này để bớt cái tiếng ồn oxy ở trên cái hệ thống âm thanh của mình. Cảm ơn các bạn đã xem clip, các bạn nhớ bấm like, share cũng như đăng ký kênh Tuấn Debit nha. Chia tay anh em. Và cuối video mình nói là mình có bán con này nha. Anh chị các bạn có nhu cầu thì liên hệ mình trên số điện thoại. Ok, bye bye.